Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu nhẫn nam nhẫn đúc nha. Một màu nha các bạn. Giá vàng hôm nay là 3.640.000, nhẫn này là vàng, này là vàng 18 nha. Đây một chiếc nhẫn nam đại cáo các bạn. Chiếc này ba chỉ 58, cái này tầm khoảng 14 triệu nha. Đây. Nhẫn có bên trong là kim tiền các bạn. Siêu đẹp luôn. Nhẫn này thì đeo không sợ vướng gì nha, tại vì nó ôm vào cái thành hồ của nó này. Không sợ vướng gì hết. Đeo rất là êm tay các bạn. Bên trong có giáp lòng luôn nha. Đeo nó không sợ bị bén hay gì nha các bạn. Chiếc này tầm khoảng 14 triệu nha. Hộp đá màu đỏ thì thường thường sẽ hợp với mệnh hỏa hoặc mệnh thổ nha. Đây thêm một chiếc nhẫn chữ phát các bạn. Chiếc nhẫn này 3.65, tầm khoảng 14.500.000 nha các bạn. Tầm khoảng 14 triệu hơn đó bạn. Hôm nay là chủ yếu nhẫn màu đỏ nha các bạn. Màu đỏ rất là nhiều. Đây một chiếc nhẫn màu đỏ đơn giản. Một chiếc này 2.68 nha. Tầm khoảng 10.500.000 đến 11 triệu nha các bạn. Giá vàng hôm nay là 3.640.000. Đây còn đây một chiếc nhẫn con bạc cạp nữa bạn. Nhẫn này 5.60, tầm khoảng 20 triệu nha các bạn. Tầm khoảng 22 triệu. Hai chiếc này cũng là mẫu mới nữa bạn, ông thần tài này 2.58, tầm khoảng 10 triệu nha. Có thể ít hơn hoặc nhiều hơn một chút xíu nha các bạn. Chiếc này là chiếc nhẫn phú quý nữa bạn. Chiếc này 2.41, tầm khoảng 9 triệu nha các bạn. Có thể hơn một chút xíu nha. Đây. Nhẫn này cũng là nhẫn đúc luôn nha. Đá màu đỏ cũng hợp với mệnh thổ hoặc mệnh hỏa nha. Đây một chiếc tương tự là chữ phúc nữa bạn. Đây, chiếc này 2.32 thôi, tầm khoảng 8 triệu, gần 9 triệu nhé. Đây chiếc nhẫn màu đỏ hình cung rồng các bạn. Đây chiếc này 2.77, tầm khoảng 10.500.000 nha. Đây hai bên có cung rồng các bạn. Nhẫn màu đỏ luôn nha, hôm nay chủ yếu là nhẫn màu đỏ nha các bạn. Đây có một chiếc này đơn giản 3.71 nha, tầm khoảng 14 triệu các bạn. Đây. Siêu đẹp luôn. Nhẫn đây là nhẫn đúc nha các bạn, nhẫn nam đúc nha, không phải nhẫn mộng nha các bạn. Thường nhẫn mộng thì tầm khoảng còn chỉ tới 2 triệu mấy thôi. Nhẫn đúc thì thường thường nó tầm khoảng 2 triệu mấy tới 3 triệu, có thể 5 triệu hoặc là một lượng luôn nha. Chiếc này 2.85 thì tầm khoảng 10.500.000 đến 11 triệu nha các bạn. Đây. Màu đỏ luôn nha, đỏ này đỏ đô nha các bạn. Đây có chiếc này cũng mẫu mới về này, 2.91 nha, tầm khoảng 11.500.000 nha các bạn. Đây. Còn đây là chiếc con rồng các bạn. Chiếc này 2.32, tầm khoảng 9 triệu hơn một chút xíu nha. Hộp màu đỏ rất là nhiều. Đây, chiếc này 2.33 này các bạn, cũng tầm khoảng 9 triệu hơn nha. Đây. Đá vuông. Còn chiếc này là thỏi vàng nè các bạn, chiếc này 2.39, cũng tầm khoảng hơn 9 triệu nha. Đây.
đeo vàng, một năm có vàng luôn các bạn. Chiếc này thì ba chị 57 tầm khoảng 14 triệu nha các bạn. Còn rồng hai bên. Hai chiếc này con tê giác hai bên nha các bạn. Chiếc này hai chị 66 thôi, tầm khoảng 10 triệu nha. Đây nhẫn nam nhẫn nút nha. Đây có một chiếc này rất là gọn các bạn, đơn giản mà đẹp, 2 triệu 90, tầm khoảng 11 triệu hơn nha. Này dành cho những ai thích sự đơn giản các bạn, không sợ vướng, không sợ gì hết nha các bạn. Đây có một chiếc này cũng mẫu mới về, mẫu mới về là 2 triệu 72, tầm khoảng hơn 10 triệu nha. Này đá màu đỏ luôn, bên dưới là có hoa văn kim tiền nè. Đây một chiếc này cũng nhẫn đúc nè các bạn, chiếc này 2 triệu 87, cũng tầm khoảng gần 11 triệu nha các bạn.